Hòa chung với không khí cả nước chào mừng ngày giải phóng miền Nam và hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phụ nữ xã Gia Đông nói chung và phụ nữ thôn Ngọc Hám nói riêng cùng ra sức rèn luyện tài đức và sức khỏe để xây dựng quê hương thôn Ngọc Hám là trung tâm của toàn xã, có đường quốc lộ 17 chạy qua. Cán bộ và hội viên phụ nữ thôn Ngọc Hám luôn thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho, luôn là lòng cốt trong phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, đặc biệt là phong trào dân vũ. Hàng ngày còn 5 giờ sáng và 19 giờ 30 phút khi tiếng nhạc vang lên là các thành viên trong câu lạc bộ lại hăng say tập luyện để rèn luyện sức khỏe, nên thu hút được đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia. Để hưởng ứng kế hoạch của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc tổ chức cuộc thi dân vũ thể thao trực tuyến trong hệ thống hội với chủ đề Vũ điệu khỏe đẹp, Chi hội Phụ nữ thôn Ngọc Hám gửi tới hội thi hai vũ điệu. Vũ điệu thứ nhất dựa trên nền nhạc Xinh tươi Việt Nam. Vũ điệu thứ hai, điệu nhảy 20 bước dựa trên nền nhạc Modern Talking. Rất mong sự cổ vũ và thả tim của mọi người cho tiết mục của chi hội chúng em. Xin chân thành cảm ơn. Hãy giơ tay cho cuộc đời và ra đây.